Xin kính chào quý vị. Mặc dù sáng sớm chúng ta vẫn cảm nhận khá rõ nét tiết trời rét, tuy nhiên đến trưa thì toàn khu vực thành phố Hải Phòng đã hửng nắng. Đó cũng là biểu hiện thời tiết trong những ngày vừa qua của toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đợt gió mùa đông bắc lần này xâm nhập vào phía Bắc nhưng không quá mạnh nên gió lạnh chỉ tồn tại trong vài ngày. Thậm chí có những thời điểm trong ngày chúng ta còn có cảm giác khá oi nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đông Bắc, hiện khối không khí lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Sáng sớm tại Hải Phòng có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng. Trong khi đó, thì từ Nam Trung Bộ trở vào, do ở xa khối không khí lạnh nên nắng nóng là chủ đạo, thi thoảng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong những ngày tới thì khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai, thời tiết tại Hải Phòng cũng như khu vực Đông Bắc tiếp tục có những ngày nắng về trưa. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 24 đến 27 độ. Tuy nhiên, ở một vài nơi có thể xuất hiện mưa nhỏ bất chợt nhưng không đáng kể. Đang ở trong giai đoạn chuyển mùa và cũng là những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng. Vì vậy, quý vị các bạn không nên chủ quan đối với một số loại bệnh giao mùa. Còn tiếp ngay sau đây là dự báo chi tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.